lúc cô đang quay hình thì bỗng nhiên có một tráng sĩ rất rảnh tới chỉnh đồ. Cha này chắc ngày xưa cũng trong tổ thiết kế ra. Trên người của hai đội chúng tôi quá trời bóng luôn. Hai đội trưởng đã cầm hai cái micro sẽ điều khiển. Tất cả các bạn sẽ bị bịt mắt lại, xoay 5 vòng, bước vô đây, bóp bể mông của đối phương, ai bóp được nhiều người đó thắng, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ hai bạn chuẩn bị chơi đâu, bước lên, 1, 2, 3, xoay, quay lẹ, rồi đứng đây, ở được, đi thẳng, rồi, trái thằng trái, bóp. Không có gì phải buồn hết. Thiết kế, hãy cho tao biết cái bột gì đó. Trong lúc ông Hương xưa, ông có một cái quầy bán ở đây, chúng tôi đã chơm một bịch bột mì pha màu vô. Đi đâu ạ? Trong lúc tôi đang quay hình thì bỗng nhiên có một cán sĩ rất rảnh tới chỉnh đồ. Cha này chắc ngày xưa cũng trong tổ thiết kế ra. Dạ, đã chơm một bịch bột tương xưa và đổ màu vô, bây giờ để vô mấy cái bong bóng này, cho nên không sao đâu cả nhà ơi. Và ở vòng này bóp sạch bóng, cho nên quê đại diện hai bạn ra nữa, bắt đầu xoay. Rồi dừng, trên này đứng yên thì áo xanh đứng yên, trái thẳng, quay trái, áo xanh quay trái rồi chưa, quay phải rồi, có đùa, xoay người sang bên trái rồi, đi thẳng đi nhanh lên, bóp. Trên bó chưa. Hồi nãy cái người bóp cuối cùng cái trái bông không, lần thứ hai đại diện hai bạn ra thi nữa, bắt đầu 3, 2, 1 xoay. Quay bên trái bên trái bóp rồi, 10, 9, 8 phải, bóp tiếp, quay, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Xoay mọi người xoay vòng coi, có đằng sau lưng còn bóng không? Màu đỏ thắng. Đại diện hai người ra bóp nữa. Rồi chơi nha. Quay lẹ lên các bạn ơi, quay chậm quá tôi cho thua đó nha. Chỗ xoay một vòng nữa chúng tôi kiểm bong bóng. Áo xanh xoay, áo đỏ xoay, hai trái quê, 1-0 nghiêng về đội đỏ. Ở vòng 1 của Tôi Yêu Chợ Việt, đội đỏ đã chiến thắng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.